Trong tập trước, Tiêu Viêm kịp thời đến giải nguy cho Tiểu Y Tiên, cứu nàng khỏi đám người băng hà cốc, đồng thời giải khai băng chi lực trong cơ thể nàng. Nhưng điều này cũng khiến đám băng hà cốc ghim Tiêu Viêm lên top một những kẻ cần giết. Sau đó, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên đến Lạc Thần Giàn, muốn lấy ma hạch của thiên độc hạt long thú. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Thiên hạt độc long thú chậm rãi hạ xuống, dừng lại giữa không trung, ánh mắt nó đảo qua Tiểu Y Tiên sau đó đối nhãn cùng Tiêu Viêm, cho mày nói, ta tự hỏi người trẻ tuổi như ngươi sao lại có gan vậy, hóa ra là có người giúp đỡ. Bất quá, chỉ với thực lực nhị tinh đấu tông của tên tiểu tử này thì ngay đến cả tư cách để bổn vương ra tay cũng không có. Đã như vậy, người hãy giao ma hạch cho ta đi. Ánh nhìn của thiên hạt độc long thú khiến đôi mắt Tiểu Y Tiên xẹt lên hàng quang, thản nhiên nói, không quản các ngươi vì sao tới đây, đã đến thì đừng mong rời đi. Ánh mắt thiên hạt độc long thú đảo qua Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên rồi cười to. Sau đó, hắn giang hai tay, ngửa đầu lên trời gào thét. Theo tiếng thét khuếch tán đi, mảnh thiên địa xung quanh chấn động một lần nữa. Từng đạo thanh âm vang lên ầm ầm. Hai người Tiêu Viêm nhìn lại thì thấy từng đạo hắc tuyến đang từ phía chân trời cuốn tới như thủy triều, độc khí lượn lờ ngưng tụ thành đám mây độc. Cẩn thận, chúng đều là độc thú trong Lạc Thần Giàn. Thân hình khẽ động, Tiểu Y Tiên xuất hiện cạnh Tiêu Viêm, nói với hắn. Trong khi Tiểu Y Tiên nói, hắc tuyến dần tiếp cận vị trí hai người. Ánh mắt Tiêu Viêm thoáng nhìn qua hắc tuyến, phát hiện bên trong chính là một đại dương đầy độc thú, rậm rạp như rừng ngưng tụ giữa hư không. Những độc thú kia, hai người chúng ta đi đối phó, thiên hạt độc long thú giao cho Điện Yêu Khôi cùng Diệu Lão tiên sinh là được. Đối với vẻ kiêu ngạo của thiên hạt độc long thú, Tiêu Viêm ảm đạm cười, ngón tay hắn búng ra, Điện Yêu Khôi liền xuất hiện, tay còn lại khẽ vỗ lên nạp giới, linh hồn hư ảo của thiên hỏa tôn giả cũng dần phiêu đãng xuất hiện. Chật chật, hảo tiểu tử, người tốt với lão phu ghê, lại tìm đến một tên gia hỏa khó giải quyết như thế này. Thiên hỏa tôn giả vừa hiện ra, nhìn thấy độc khí của thiên hạt độc long thú ngập trời, kinh hãi nói, Diệu Lão tiên sinh, động thủ. Ánh mắt hướng thiên hỏa tôn giả, sắc mặt Tiêu Viêm lãnh đạm, chậm rãi nói, nương theo tiếng nói Tiêu Viêm vừa dứt, hai mắt trống rỗng của Điện Yêu Khôi hàn quang chớp động, ngân quang quanh thân thể sáng ngập lòe, không chút trì trệ, thân hình Điện Yêu Khôi lóe lên, trực tiếp lướt về phía thiên hạt độc long thú. Thân hình thiên hỏa tôn giả khẽ du lên liền biến mất quỷ dị, một tiếng cười sang sảng mang theo hào khí vang lên, ha ha, con kiến, nếu không phải lão phu mất đi thân thể, ngươi ở trong mắt lão phu chỉ như con kiến thôi, nhưng dù vậy, tinh huyết của ngươi, hôm nay lão phu quyết lấy cho được. Hết nhìn thiên hạt độc long thú trực tiếp xông đến chỗ Địa Yêu Khôi cùng thiên hỏa tôn giả, Tiêu Viêm quay sang nhìn vô số ma thú đang kéo đến vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Bởi vì khi đàn ma thú càng đến gần, hắn dần thấy rõ bên trong đàn ma thú kia có một đầu ma thú với hình thể thật lớn, trên lưng có hai đạo thân ảnh đang đứng. Tiêu Viêm cảm nhận được cỗ khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể của hai kẻ này tràn ra. Hai người bọn hắn giao cho ta, ngươi đi ngăn đàn thú kia lại thế nào? Tiểu Y Tiên thản nhiên cười nói, không thành vấn đề. Nghe vậy, Tiêu Viêm không chần chờ đáp. Hai đạo thân ảnh xuất hiện lại khiến cho người ta có cảm giác vô cùng quái dị, vì hình thể của hai kẻ này cực kỳ không tương xứng. Một kẻ hình thể mập mạp như quả cầu, lúc bước đi khiến cho cả vùng đất rung chuyển. Kẻ còn lại lại gầy dơ xương như cây tre, trong mắt lóe ra vẻ âm hiểm, giả dối. Con quỷ cái, người muốn chết, lão tử ta cũng không thương hương tiếc ngọc. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên vọt tới, tên béo nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn hung bạo xông đến trước mặt Tiểu Y Tiên, mặt đất rung chuyển, trông hắn như một tòa núi nhỏ di động. Cự chùy trong tay hắn vung lên công kích vào Tiểu Y Tiên, mang theo những âm vang nổ liên miên không ngừng. Nhìn thấy phía Tiểu Y Tiên không có vấn đề gì, Tiêu Viêm thở dài nhẹ nhõm, đôi mắt khép hờ, hai tay mở ra, tâm niệm Tiêu Viêm vừa động liền khiến vẫn lạc tâm viêm ở trước mặt hắn run lên, sau đó hóa thành một luồng sóng vô hình dao động mạnh mẽ, tựa như gợn sóng hóa thành vòng tròn khuếch tán ra xung quanh. Dao động vô hình bất ngờ khuếch tán, trong chớp mắt đã cùng đàn ma thú tiếp xúc với nhau, tạo ra từng tiếng hô vang thảm thiết trên bầu trời. Nguyên bản, thanh thế đàn ma thú mênh mông cuồn cuộn dần trở nên hỗn loạn, ma thú xung phong liều chết ngày càng nhiều. Tiêu Viêm nhịn không được phải cho mày, hắn liếc nhìn mấy đám độc khí trên đầu đàn ma thú. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, không biết phải giết đến khi nào. Những con ma thú bị thiên hạt độc long thú khống chế căn bản không sợ hãi. Giống, trong lúc Tiêu Viêm trầm ngâm, một đạo long ngâm đột nhiên vang lên rõ ràng. Đàn thú trước mặt hắn nhất thời xôn xao, đám mây độc khí trên đầu chúng bắt đầu di chuyển, mà phương hướng chúng định đến chính là địa phương chiến đấu của thiên hạt độc long thú. Thấy vậy, sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến. Hiện giờ, thiên hạt độc long thú rõ ràng đã không chịu nổi sự liên thủ giữa thiên hỏa tôn giả cùng Điện Yêu Khôi. Nếu như để cho thiên hạt độc long thú đạt được ý nguyện hấp thu đám mây độc khí này, e rằng sẽ xảy ra nhiều biến cố. Trong mắt xoẹt đạo hàn quang, Tiêu Viêm thôn phệ vẫn lạc tâm viêm trước mặt vào trong cơ thể, nhanh chóng dung hợp cùng thanh liên địa tâm hỏa, cuối cùng ngưng tụ thành lưu ly liên tâm hỏa. Thủ ấn Tiêu Viêm biến đổi, hỏa diễm xanh biếc xuất hiện liền bay lên cao,
sau khi nhấp nháy liên tục liền biến thành một đầu hỏa lang khổng lồ dài hơn 10 trượng. Dị hỏa, thiên hạt độc long thú đang khổ chiến với thiên hỏa tôn giả cùng địa yêu khôi khi thấy Tiêu Viêm xuất ra hỏa lang, sắc mặt hắn nhất thời biến chuyển. Hắc hắc, hiện tại không phải lúc ngươi phân tâm chuyện khác. Tâm niệm thiên hạt độc long thú vừa xoay chuyển, một tiếng cười đột nhiên từ sau hắn vang lên, một trường ẩn chứa kình lực mạnh mẽ đánh vào lưng hắn. Phụt, chúng phải đòn nghiêm trọng, thiên hạt độc long thú trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, nó lại phun thêm một ngụm máu tươi nữa, vì sau khi thiên hỏa tôn giả đánh tới, địa yêu khôi cũng nhanh chóng theo đó đánh bồi thêm một quyền mạnh mẽ. Hỗn đàn, bổn vương quyết không tha cho các ngươi. Chợt vật lui ra sau bởi một quyền nặng tựa thái sơn của địa yêu khôi, sắc mặt thiên hạt độc long thú tím tái, giống giận, cơn giận dữ qua đi. Thiên hạt độc long thú mạnh mẽ nâng cự chùy lên, huyết sắc năng lượng nhanh chóng ngưng tụ, chỉ một lát sau liền hóa thành một đạo huyết sắc quang trụ to chừng nửa thước. Bên trong quang trụ ẩn chứa năng lượng khủng bố, trực tiếp khiến cho không gian chung quanh nổi lên từng trận ba động kịch liệt. Suy, cự chùy vung lên, huyết sắc quang trụ suy lên một tiếng liền cắt ngang hư không, lướt nhanh như chớp trên bầu trời. Tiêu Viêm, ta sẽ vây nó lại, người hãy chỉ huy địa yêu khôi tấn công vào đầu nó, tránh khỏi công kích của thiên hạt độc long thú. Sắc mặt của thiên hỏa tôn giả dần trở nên ngưng trọng, trầm giọng quát. Sắc mặt thiên hỏa tôn giả ngưng trọng, linh hồn lực mạnh mẽ từ trong cơ thể bùng phát ra không hề giữ lại, thủ ấn hắn tay đổi hóa thành một đạo cự võng vô hình khổng lồ chừng trăm trượng. Thu tay áo khẽ vung, linh hồn lực hóa thành cự võng gào thét từ trên trời rơi xuống, trực tiếp bao trùm thân thể khổng lồ của thiên hạt độc long thú lại. Trói buộc đột ngột xuất hiện khiến cho thiên hạt độc long thú kinh hãi, nó điên cuồng giãy giụa, nhưng bất luận như thế nào linh hồn cự võng vẫn như địa đói cắt gao dính chặt trên thân thể nó. Động thủ, thiên hỏa tôn giả hét to một tiếng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, bấm đốt tay, địa yêu khôi dừng lại giữa không trung liền trực tiếp lướt xuống, sau đó nó tựa như một quả đạn pháo hung hăng nện lên thân thể khổng lồ của thiên hạt độc long thú. Cỗ lực lượng đáng sợ đánh lên khiến cho thân thể thiên hạt độc long thú ầm ầm ngã xuống. Trên bầu trời, Tiêu Viêm thấy thế lại cười lạnh, thủ ấn hắn biến đổi, hỏa lang được ngưng tụ từ lưu ly liên tâm hỏa lướt xuống nhanh như chớp, sau đó hung hăng cắn nuốt hạt vĩ, nhất thời vang lên những tiếng xào xào. Hỏa lang ập xuống trực tiếp khiến cho khắp thân thể thiên hạt độc long thú nổi lên từng làn xương trắng, nhiệt độ cao khủng khiếp khiến cho nó cảm thấy đau nhức kịch liệt do bị bỏng. Tê, một đạo ngân mang thoáng hiện ra trên đầu thiên hạt độc long thú, không khách khí trực tiếp oanh kích lên đầu nó. Địa yêu khôi đánh ra một quyền này, cho dù là thiên hạt độc long thú có được thực lực bát tinh đấu tông cũng phải đau khổ giãy giụa, gào thét điên cuồng. Đang điên cuồng giãy giụa, từng luồng năng lượng huyết vụ ăn mòn nhanh chóng từ trong cơ thể thiên hạt độc long thú bùng phát ra. Dưới loại tình huống quỷ dị này, linh hồn cự võng của thiên hỏa tôn giả cũng bắt đầu phát ra từng tiếng xèo xèo, bị ăn mòn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Tiêu Viêm trầm xuống, tâm niệm hắn vừa động, hai tay điện yêu khôi nắm chặt lại, hung hăng tung thêm một quyền nữa lên đầu thiên hạt độc long thú. Huyết vụ quỷ dị lây dính hai tay điện yêu khôi, vang lên từng tiếng xèo xèo. Không ngờ, thân thể rắn chắc của điện yêu khôi cũng bị ăn mòn, dần dần xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ. Trong lòng phát ra một đạo mệnh lệnh, trong cơ thể điện yêu khôi xuất hiện ngân mang phát sáng mạnh mẽ, miễn cưỡng chống đỡ được huyết vụ, nắm tay nó tựa như cuồng phong bạo vũ, điên cuồng đánh lên đỉnh đầu thiên hạt độc long thú. Những thanh âm trầm thấp vang lên, tựa như đập vào da trống khiến cho tim người ta có cảm giác co thắt. Cơn đau truyền đến khiến cho thiên hạt độc long thú kinh hãi phát hiện, cảm giác vô lực đang chậm rãi từ đáy lòng tràn ra, sinh cơ tựa hồ đang nhanh chóng rời xa nó. Đến lúc này, nó rốt cuộc trở nên sợ hãi, nếu cứ tiếp tục như vậy, hôm nay e là nó không thể thoát khỏi nhóm người này. Dừng tay, các ngươi đến tộc cùng muốn gì? Ta là tộc nhân hạt long tộc, các ngươi giết ta, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Thiên hạt độc long thú mở to cặp mắt đỏ ngầu, giận dữ hét lên. Lúc này đây, trong tiếng hô của nó đã chất chứa nỗi kinh hãi. Chúng ta muốn ma hạch của ngươi. Tiêu Viêm cười mỉm, hắn cũng không cho thiên hạt độc long thú có cơ hội để thở dốc. Kết thúc tập này ở đây, mọi người nhớ nhấn like và đăng ký kênh để xem tập sau nha.